Chị Trần Mỹ Linh hiện đang là giáo viên lớp 1 trường tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Với lợi thế là sức trẻ cùng khả năng ứng dụng công nghệ thành thạo, cập nhật các phương pháp giáo dục mới, cô giáo Mỹ Linh luôn cố gắng tận dụng những ưu điểm đó để mang lại cho các em học sinh những bài học bổ ích, thú vị, đặc biệt là phương pháp dạy học làm bạn cùng con đã được chị áp dụng rất hiệu quả. Phương pháp dạy học làm bạn cùng con đặc biệt có ý nghĩa đối với những học sinh lớp 1, bởi các em còn nhiều bỡ ngỡ trước những tri thức mới và môi trường kỷ luật hơn so với học mẫu giáo. Việc làm bạn cùng học sinh là để các em được thoải mái bày tỏ nguyện vọng, cảm xúc, từ đó làm giảm áp lực trong việc học, giúp các em dễ dàng tiếp nhận kiến thức hơn. Thì bên cạnh những hoạt động dạy học và làm tốt vai trò dạy học của mình, thì việc đóng vai trò như một người bạn với các con thì cũng rất là cần thiết. Điều đó giúp cho các con cảm thấy tin tưởng cô giáo, có thể chia sẻ những câu chuyện, suy nghĩ của mình với cô. Và khi đã thực sự hiểu các con thì cái công tác giáo dục mới thực sự có hiệu quả. Thông qua phương pháp làm bạn cùng con mà học sinh được cất lên tiếng nói của mình, được khen ngợi, được tôn trọng, từ đó giúp các em tự tin hơn, dễ hòa nhập hơn nhưng vẫn đảm bảo kỷ luật, lễ phép với thầy cô và nhân viên trong nhà trường. Cô giáo Mỹ Linh đã thật sự trở thành tri kỷ của học sinh. Điều này được minh chứng bởi cảm xúc hào hứng, vui vẻ của các em khi nói về cô. Cô Linh vừa rất xinh lại còn dạy nhiều bài học mới và dạy rất là giỏi. Cô Linh lại còn dạy nhiều bài học thú vị nữa ạ. Học với cô Linh rất vui vì cô có phương pháp dạy độc đáo và thú vị. Cô có nhiều ý tưởng để chúng con có thể tiếp thu bài học nhanh hơn. Và ngoài giờ học, cô còn tổ chức thêm các trò chơi mới lạ mà bổ ích. Trường tiểu học Khương Thượng dạy học hòa nhập cả trẻ em bình thường với trẻ mắc chứng tự kỷ, trẻ chậm phát triển. Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa cô giáo chủ nhiệm và cô giáo tâm lý riêng để cùng dạy dỗ các em. Từ đây, phương pháp làm bạn cùng con đã phát huy hiệu quả, góp phần kiến tạo môi trường học tập lành mạnh, bình đẳng, giúp cho những trẻ em kém may mắn có cơ hội phát triển như các bạn đồng trang lứa. Theo cá nhân tôi thì thực sự là phải cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện hết sức để cho các bạn gọi là kém may mắn, thiệt thòi được có một cái môi trường hòa nhập hết sức là tốt. Cô Linh hiểu được cái tâm lý của các bạn nhỏ cần gì và mong muốn gì, và để có cái sự hỗ trợ từ cô Linh đối với các bạn ý ở trên lớp, cũng như là khi các bạn ý về nhà, các bạn ý làm bài tập làm sao cho nó kết quả học tập được tốt nhất. Việc thực hiện thành công phương pháp dạy học làm bạn cùng con đã giúp cô giáo Trần Mỹ Linh nhận được niềm tin yêu của học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh và đặc biệt là đồng nghiệp ủng hộ và học hỏi phương pháp này để thực hiện kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của trường tiểu học Khương Thượng nói riêng, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Đây là một phương pháp rất là hiện đại. Có lẽ là đến ngay những thế hệ của chúng tôi, những thế hệ mà đã đi trước bạn đi rất là nhiều, cũng phải học hỏi rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái xu hướng mà hội nhập phát triển như thế này. Phương châm làm bạn với con là hoàn toàn đúng. Và nó sẽ đúng với cả thời gian sau này đối với giáo dục của Việt Nam, để chạm và để giúp cho các con có được cái động lực trong học tập, cũng như là cảm thấy an tâm hơn. Nếu như mình có làm sai thì hãy trở thành bạn. Và nó không chỉ là phương châm đúng với giáo viên, mà đúng với cả bậc phụ huynh. Được nhìn thấy những học trò thân yêu ngày một tiến bộ hơn trong học tập và trở thành người thật thà, biết yêu thương là nguồn động lực lớn nhất để cô giáo Mỹ Linh tiếp tục phấn đấu và nhiệt huyết hơn nữa đối với sự nghiệp chồng người, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho ngành giáo dục đào tạo thủ đô và thế hệ tương lai của đất nước.